Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mời mọi người lại vào bếp cùng với mình làm món giò xào nhé. Đây, nguyên liệu chính của chúng ta thì là có một cái lưỡi lợn này. Lưỡi lợn. Một cái má, có một chút mũi này. Và một tai lợn nữa mọi người. Tất cả những cái nguyên liệu này thì mình đã rửa sạch với muối với gừng rồi. Bây giờ thì cái nguyên liệu thứ hai đó là mộc nhĩ này. Đây, mọi người chuẩn bị cho mình một lạng mộc nhĩ nhé. Thịt này thì nãy mình mua tổng sẽ rơi vào một cân, cả lưỡi cả mũi má với lại tai là một cân thịt nhé. Lại một lạng mộc nhĩ này. Gia vị thì chúng ta gồm có hai thìa cà phê nước mắm này, một nửa thìa mì chính, một nửa thìa bột canh và một thìa rưỡi tiêu. Mọi người chuẩn bị cho mình hai củ hành khô băm nhỏ này. Sau khi mà rửa sạch phần thịt lợn thì mình sẽ cho vào nồi trần qua nha mọi người. Ở nồi này thì mình sẽ cho một củ hành khô với lại một nhánh gừng vào để cho bớt cái mùi của thịt đi. Sau khi mà thịt sôi tầm 3 phút thì mọi người vớt ra và rửa sạch lại với nước. Sau đó thì chúng ta sẽ đem thái nhé. Trong cái thời gian chờ thịt sôi thì chúng ta sẽ đi thái mộc nhĩ nha mọi người. Phần mộc nhĩ này thì mình đã ngâm nước cho nở ra và rửa sạch bỏ hết cái phần gốc đi rồi này. Bây giờ thì mình chỉ việc thái thôi. Mọi người thái sợi ra nhé. Mỗi sợi tầm 0,5cm là được. Đó. Mọi người cũng không cắt mọi người cũng không thái quá là nhỏ như là làm nem đâu. Đây. Mình sẽ thái như này thì sau khi mà xào lên thì mộc nhĩ vẫn giữ được độ giòn nhé. Mình sẽ thái tầm này. Thái xong cái phần mộc nhĩ rồi, mọi người để đây để lát nữa chúng ta sẽ xào nhé. Đây, phần thịt của chúng ta đã sôi rồi thì sẽ đợi thêm 3 phút nữa là chúng ta sẽ bỏ ra rửa sạch nha mọi người. Đây, sau khi mà chúng ta đã trần thịt xong rồi thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch nha mọi người, rửa lại cho bớt cái phần váng và phần mỡ đi. Nên những phần tai chúng ta sẽ rửa sạch đi. Mũi vậy, màng trắng ở mũi như này thì chúng ta cũng cạo sạch đi. Đến phần lưỡi này thì chúng ta cạo sạch hết cái lớp màng trắng bên ngoài này đi. Khi mà mọi người trần qua nước sôi thì cái màng trắng này là dễ rất dễ cạo. Là chúng ta đã tạo sạch cái lưỡi này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi thái nhé. Đi thái miếng ra. Giờ thì mình sẽ thái mỏng ra nhé mọi người. Mọi người thái miếng bằng 1/4 đốt ngón tay đây. Nghĩa là thái bằng cái miếng nấm lúc nãy 0,5cm. Mọi người không thái quá là mỏng nhé. Mỏng thì sau khi mà ăn thì giò của chúng ta cũng sẽ không được giòn. Không thái quá dày vì thái dày thì ăn sẽ bị cứng ấy. Phần mũi này ăn sật sật rất là ngon. Giòn sật sật. Phần tai này khi mà ăn rất là giòn. Mình thích cho thêm tai vì ăn sật sật ngon. Đây, phần lưỡi nha mọi người. Đây, mình tiếp thái ra đây này. Đây, sau khi mà mình đã thái xong cái phần thịt lợn thì mình sẽ đi ướp với gia vị trước nha mọi người.
Thế mọi người sẽ đổ hết cái hai cái nước mắm vào này. Sau đó thì đến mì chính. Mì chính một canh và một nửa phần chi tiêu đều đây. Chúng ta sẽ đảo đều cái phần thịt với lại gia vị và ướp trong vòng tầm 5 phút nữa mọi người. Để cho gia vị ngấm hết vào thịt thì nó sẽ đậm đà hơn. Và bây giờ mình sẽ để ướp tầm 5 phút. Trong đó thì mình sẽ bắc chảo và phi hành thôi. Thì mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một lá chuối như này. Mình đã hơi qua lửa cho mềm rồi. Mình sẽ lót vào bên trong lòng của khuôn giò nhé. Mọi người nếu như mà không có lá chuối thì sẵn ý, thì mọi người có thể dùng túi ni lông trong suốt cũng được. Và mình đã chuẩn bị khuôn giò nhà mình thì là 1 cân nhé mọi người. Thế mình sẽ lắp ráp này. Cái khuôn giò này thì khá là dễ. Lại là mình thấy tiện bao nhiêu ấy. Nếu có khuôn thì sẽ rất là tiện này. Đây là mình sẽ dùng cái lá chuối này để lót cái phần đáy của khuôn giò ấy nhá. Đó, mình sẽ cho cái phần lá to này. Sao cho nó vừa khuôn là được. Mọi người để dư ra một chút để lát nữa mình sẽ gói lại. Là mình là ngon là chúng ta sẽ cho vào khi mà thịt còn nóng nhé mọi người. Đầy rồi thì mình sẽ nén đây, sẽ nén xuống một chút nhé. Bây giờ mình sẽ gấp đầu lại nha mọi người. Mình sẽ cho cái phần nắp bên trên lên này. Phần này có vẻ ổn rồi đấy. Ok, đấy, mình lắp vào đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ ép nhiều nhé. Đây, mình vặn cái này xuống là được. Vậy là mình đã vừa ép xong được một khuôn giò 1 cân rồi. Nếu như mà thời tiết mà mùa đông thì mọi người có thể để ở bên ngoài tầm 10 tiếng là giò của chúng ta đã có thể ăn được rồi. Còn mùa hè như này thì mọi người để vào ngăn mát tủ lạnh cho mình nhé.
ngăn mát thì chúng ta sẽ để tầm 7 tiếng là đã có thể ăn được rồi. Thì mình sẽ bỏ cái khuôn giò này ra để xem giò bên trong đã đông chưa nhé mọi người. Mình sẽ lại tháo chút này ra này. Rất là đơn giản thôi. Đây mọi người có thể thấy này, đây là giò mà sau khi mà mình đã để tủ mát 6 tiếng đồng hồ này. Đây. Giò rất là chắc này. Đó. Hôm cắt ra thì bên trong miếng giò của mình sẽ có một chút màu hơi hồng hồng của phần lưỡi lợn này. Đó. Không phải là chưa chín đâu mọi người nhá. Màu nhìn rất là đẹp và hấp dẫn này. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món giò xào. Mọi người thấy này. Đó. Mộc nhĩ, thịt xen lẫn với lại mùi của hạt tiêu, hành khô thì mùi rất là thơm này. Miếng giò thì không quá là bị cứng và chặt nhé. Đó. Lạc mỡ thì đan xen. Ăn sẽ không sợ bị khô hoặc bị quá ngấy này. Nếu như mọi người thấy video của mình hay thì hãy đăng ký kênh và cho mình một like nhé. Nếu như mọi người có cách làm giò xào nào mà thơm ngon hơn thì có thể comment xuống phần dưới video để chúng ta cùng chia sẻ công thức nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người ở những video nấu ăn tiếp theo của mình nhé.